Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng có buổi tiếp ngài Sophan Hadahun, Tổng lãnh sự Lào tại thành phố Đà Nẵng, đến thăm chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2023. Tại buổi tiếp, ngài Sophan Hadahun, Tổng lãnh sự Lào tại thành phố Đà Nẵng gửi đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh, đồng thời chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trên chặng đường lịch sử 78 năm xây dựng và phát triển đã đem lại sự thay đổi lớn lao trên các lĩnh vực cho đất nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng ngày càng hiện đại văn minh. Tổng lãnh sự Lào tại thành phố Đà Nẵng tin tưởng với những kết quả đạt được thời gian qua, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công mới trong tương lai, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai đảng, hai nhà nước Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của ngài Sophan Hadahun, Tổng lãnh sự Lào tại thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước, hai dân tộc Việt Nam Lào, đặc biệt là quan hệ hữu nghị giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Lào đang ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Bí thư Thành ủy tin tưởng ngài Tổng lãnh sự tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị Việt-Lào, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của cả hai đất nước.